Chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách làm cho kim nổi trên mặt nước nhé. Sau đây mọi người theo dõi nhé. Đây, trước tiên chúng ta phải chuẩn bị nước, nước và thau nhá, thau hoặc là gáo cũng được. Đây như mình nhé, mình như gáo đây, đây nước đây. Lại chuẩn bị cho mình một cái kim, kim khâu ấy, đây kim này nhá, kim này là kim mà khâu quần áo này, đây mọi người, đấy, đây kim khâu quần áo này, đây, đây là cái kim khâu quần áo nhá, mọi người nhá, giờ mình bỏ cái chỉ này đi. Đấy, đây là kim nhá, kim khâu quần áo nhá mọi người nhá. Bình thường là cái kim kim này chúng ta để vào nước thì nó sẽ bị chìm, đúng không? Đây mình chỉ các bạn cách này. Đây mình nhớ lấy cái đầu mình xỏ chỉ vào nhá, đây này. Lấy cái đầu của đầu là mình xỏ chỉ vào để mình khâu nhé. Đây mình sẽ cho lên đầu mình gặp, đây mình sẽ cho nó lên đầu nhá, này nhìn mọi người nhìn này, mình cho lên đầu mình gạt vào đầu này, gạt vào đầu nhá. Cái này là mẹo đấy, mẹo là đố nhau đấy. Chứ bình thường cái kim nếu mà mọi người mà bảo là để mà không có nước không bao giờ nó nổi. Cái này là mình trước kia mình không biết gì đâu. Trước lúc mình còn bé bé ấy, chị mình cũng đố mình với mình cũng không tin, xong bắt đầu làm bắt đầu mới biết. Đây. Đấy, giờ mình mới tắm xong, tóc cũng hơi ẩm ẩm. Đây, sau khi xong rồi nhá, mọi người nhá. Bây giờ xong bắt đầu mình sẽ đặt vào cái chậu nhá. Đây. Giờ mình bắt đầu mình đặt vào này. Mọi người thấy chưa? Thấy kim nổi chưa? Nổi phong phanh lên chưa? Đấy, mọi người nhìn này. Nhìn kim nổi đây. Đây là nổi nhá. Đấy, nó còn lắc lư kìa. Mọi người thấy chưa? Đây, mình lắc lư này. Nó còn lắc cái này. Mọi người thấy hiệu quả không? Đơn giản không? Cái này mà mang đi đố nhau thì chắc là không ai làm được. Mọi người nhìn này. Mình dí vào phát nó chìm này. Đấy, mọi người thấy chìm chưa? Chìm dưới đáy chưa? Đây. Đấy, ở bên dưới này này. Mình vớt lên nhá. Cái này đâu phải là ai làm được đâu, cái này là đố mẹo đấy. Này thì hôm nay mình vớt lên này đây nhá, đây bây giờ mình đặt này, đặt vào phát nó chìm ngay đấy, mọi người thấy chưa? Mọi người thấy video hay like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ mình nhé, để mình có động lực làm video tiếp theo cho mọi người xem nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá.